Ngành công nghiệp âm nhạc thế giới đã mang đến với công chúng những ngôi sao triệu đô và nhiều bản hit toàn cầu. Tôi và bạn hẳn đã chẳng còn xa lạ với những Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian hay Jay-Z. Những người nổi tiếng này đều có một điểm chung. Bạn có nhận ra không? Nếu theo dõi tin tức gần đây, chắc hẳn bạn sẽ thấy rằng họ được cho đều là những vị khách của bữa tiệc trắng White Party của P. Daddy, một trong những nhân vật quyền lực nhất của nền âm nhạc hiện đại. Với những thành công không thể phủ nhận, ta phải công nhận rằng Diddy là con người tài năng. Thế nhưng cái tên này lại luôn gắn liền với các thuyết âm mưu về một hội kín đầy quyền lực, đó chính là Illuminati. Liệu đó chỉ là sự ngẫu nhiên hay có điều gì sâu xa hơn? Đằng sau sự thành công vang dội của Diddy có phải là sự hỗ trợ, liên kết với hội kín quyền lực này không? Câu chuyện mang đậm tính thuyết âm mưu này sẽ được giải mã trong video hôm nay. Đằng sau ánh hào quang, P. Diddy và mối quan hệ kỳ bí với Illuminati. Là một trong những người được ghi tên tại đại lộ danh vọng, phải khẳng định rằng hành trình của P. Diddy là một câu chuyện về tham vọng, sự sáng tạo và khả năng biến mọi thách thức thành cơ hội. P. Diddy, hay còn gọi là Sean John Combs, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1969 tại Harlem, New York. Với niềm đam mê âm nhạc, anh đã bỏ học tại trường Đại học Howard, Washington DC để quay trở lại quê hương. Đây chính là bước ngoặt quan trọng đánh dấu những phát triển sau này của Sean Combs. Anh đã phỏng vấn và trở thành nhân viên của Uptown Records, một hãng thu âm của Mỹ. Nhờ tài năng của bản thân, chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã được thăng chức làm giám đốc điều hành của công ty. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, anh ta bị sa thải. Tuy nhiên điều này không làm giảm đi sự nhiệt huyết của Sean Combs, mà ngược lại, nó kết thúc bằng việc đưa anh ta sáng lập ra hãng thu âm của riêng mình, Bad Boy Records, vào năm 1993. Sau sự kiện này, Combs bắt đầu tạo ra một đế chế âm nhạc của riêng mình. Một trong những thành công đầu tiên và lớn nhất của hãng đĩa chính là việc ký hợp đồng với tài năng nghệ sĩ hip-hop Notorious Big, hay còn được biết đến với biệt danh Biggie Smalls. Dưới sự quản lý của Combs, Biggie nhanh chóng trở thành một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khi đó, Combs cũng không dừng lại ở vai trò quản lý, mà vẫn khẳng định bản thân là một nghệ sĩ solo. Đây được coi là bước chân đầu tiên vào showbiz của anh ta, đánh dấu một Sean Combs mới mẻ hơn. Với cái tên Puff Daddy, anh phát hành album đầu tay Nowhere Out vào năm 1997. Album này ngay lập tức thành công rực rỡ với các bản hit như I Be Missing You, được sáng tác để tưởng nhớ Biggie Smalls sau khi anh bị sát hại vào tháng 3 năm 1997. Bài hát đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 11 tuần và đoạt giải Grammy cho màn trình diễn rap xuất sắc nhất của bộ đôi hoặc nhóm. Không chỉ Biggie, Bad Boy Records còn góp phần đưa nhiều nghệ sĩ khác đến với ánh đèn sân khấu như Faith Evans, 112, Total và Mace. Tất cả đều trở thành những tên tuổi lớn dưới sự quản lý của Diddy. Bad Boy nhanh chóng trở thành biểu tượng của nền văn hóa hip hop bờ biển Đông vào những năm 1990. Đối đầu trực tiếp với hãng thu âm Death Row Records của Suge Knight ở bờ Tây trong cuộc chiến rap giữa hai vùng. Tài năng của Diddy không bị giới hạn trong âm nhạc. Với tầm nhìn kinh doanh sắc bén, anh đã xây dựng thương hiệu thời trang Sean John vào năm 1998. Năm 2004, Sean John thậm chí còn được giải thưởng nhà thiết kế trang phục nam của năm của CFDA, chứng minh ảnh hưởng của Combs không chỉ nằm trong lĩnh vực âm nhạc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong thế giới thời trang. Bên cạnh đó, Diddy vẫn thành công trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Anh là nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Making the Band trên kênh MTV, giúp phát hiện và đào tạo các tài năng âm nhạc mới như Danny T. Kane và Day 26. Ngoài ra, Diddy còn tham gia vào các bộ phim nổi tiếng như Monsters Born và Get Him to the Creek, cho thấy khả năng đa dạng của anh ta trong nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau. Sau tất cả những công hiến của mình, Sean Combs trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong văn hóa đại chúng. Không chỉ đại diện cho phong cách hip hop đầu tiên,
mà anh ta còn là biểu tượng cho tinh thần doanh nhân trong giới giải trí. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Diddy nhận được tổng cộng 14 đề cử và 3 giải Grammy, ghi danh trên đại lộ danh vọng vào năm 1995 và được Guinness công nhận là nhà sản xuất nhạc rap thành công nhất vào năm 1997. Đến năm 2013, P. Diddy đã lọt top các nghệ sĩ âm nhạc giàu có nhất thế giới. Tuy nhiên, tài năng như thế, nhưng anh ta cũng có không ít scandal gây tranh cãi trong sự nghiệp của mình. Ngay những năm đầu xây dựng sự nghiệp, một vụ bê bối cực lớn đã xảy ra. Tháng 12 năm 1999, Diddy và bạn gái lúc đó, Jennifer Lopez, có mặt tại hộp đêm Club New York. Tại đây, một vụ xả súng đã xảy ra và ông hoàng hip-hop đã bị cáo buộc mang theo súng và có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, anh ta đã phủ nhận mọi cáo buộc và thuê một nhóm luật sư nổi tiếng để bảo vệ mình. Sau những cuộc điều tra, một phiên tòa được diễn ra và tuyên Diddy tráng án. Bất ngờ thay, một nghệ sĩ thuộc hãng đĩa Bad Boy Records của anh, Shy, bị buộc tội xả súng và sau đó bị kết án 10 năm tù. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của nam rapper tới mắt công chúng. Jennifer Lopez cũng chia tay anh ta ngay sau sự kiện này và Diddy phải đối mặt với một loạt chỉ trích từ báo chí. Vụ xả súng tại hộp đêm vẫn chưa phải là scandal duy nhất của P. Diddy. Anh ta thường xuyên bị chỉ trích về cách quản lý các hợp đồng của các nghệ sĩ trực thuộc công ty. Những cái tên tiêu biểu như The Lox, Mace và Faith Evans đã công khai cáo buộc anh về việc bóc lột, kiểm soát quá mức lợi nhuận và ký kết các hợp đồng bất công. Đặc biệt nhất, rapper Mace từng cáo buộc rằng Diddy đã giữ lại quyền sở hữu các bản quyền âm nhạc của anh, đồng thời yêu cầu một khoản tiền khổng lồ để Mace có thể lấy lại quyền kiểm soát. Năm 2020, Mace tiếp tục lên tiếng trên mạng xã hội, chỉ trích ông chủ của mình về cách đối xử với các nghệ sĩ da đen và đòi lại bản quyền. Và gần đây nhất, P. Diddy trở thành cái tên được cả thế giới chú ý và quan tâm khi một vụ bê bối chấn động bị phanh phui. Ngôi sao lớn của Hollywood đã bị buộc tội liên quan đến một tổ chức tội phạm nghiêm trọng. Chúng bao gồm tội buôn người, cưỡng ép lao động, bắt cóc và gây sốc nhất chính là quấy rối tình dục. Đã có hơn 120 người, bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ vị thành niên đứng ra tố cáo. Một trong những chi tiết kinh khủng nhất của vụ việc chính là những bữa tiệc mà Diddy gọi là freak off. Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của hắn. Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện. Thêm nữa, 1.000 chai dầu trẻ em cỡ lớn được cảnh sát tìm thấy tại nhà riêng của Diddy. Không ít người tin rằng đây chính là công cụ để nam rapper thực hiện những hành vi xấu xa. Hàng loạt các đơn tố cáo, các nạn nhân đứng ra vạch trần bộ mặt thật của nam rapper. Và có lẽ scandal này sẽ chấm dứt toàn bộ sự nghiệp của ngôi sao lớn Hollywood. Nhưng hôm nay, chúng ta không nói về những bê bối, cáo buộc này. Hãy cùng tôi xem xét toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Sean Combs một lần nữa, nhưng theo một góc nhìn khác. Những người tài năng như hắn, thế giới có rất nhiều, nhưng nổi tiếng như hắn lại rất ít. Tại sao lại như vậy? Bằng cách nào mà Diddy đã vươn lên trở thành rapper hàng đầu của thế giới? Quay ngược về quá khứ những năm đầu Sean Combs bước chân vào Hollywood, đó là một thời kỳ căng thẳng trong làng hip hop và Diddy với hãng thu âm Bad Boy Records đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột này. Chuyện gì đã xảy ra? Vai trò của nam rapper trong vụ việc này là gì? Trong thập niên 1980, rap đã bắt đầu nổi lên mạnh mẽ từ New York, trung tâm văn hóa của hip hop thời kỳ đầu. Đến đầu những năm 1990, West Coast, đặc biệt là Los Angeles, bắt đầu khẳng định vị thế của mình với các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng như Dr. Dre,
Snoop Dogg và Tupac. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nghệ sĩ West Coast đã gây ra sự cạnh tranh gay gắt với các nghệ sĩ vãng thu âm từ New York. Ở phía bờ đông, Sean Puff, Daddy Combs vãng thu âm của anh, Pebble Records, với nghệ sĩ chủ lực là The Notorious Big, đã dẫn đầu phong trào rap. Cuộc xung đột giữa hai bờ thực sự bùng nổ khi mối quan hệ giữa Tupac và The Notorious Big chuyển từ tình bạn sang thù địch. Năm 1994, Tupac bị bắn và cướp tại một studio thu âm ở New York. Sau sự việc, Tupac tin rằng Biggie và Puff Daddy đã có liên quan hoặc biết trước về vụ tấn công này mà không cảnh báo anh. Điều đó dẫn đến sự căng thẳng và thù địch giữa Tupac và Bad Boy Records. Mọi việc dần trở nên nghiêm trọng hơn, lan rộng khắp cộng đồng hip hop khi Tupac tung bài hát Hit 'Em Up, công khai đe dọa và khẳng định đã ngoại tình với vợ của Biggie. Ông chủ của hai công ty chủ quản hai bờ Đông Tây cũng được cho là có liên quan đến căng thẳng này. Tại lễ trao giải Source Awards năm 1995, Shug Knight, người đứng đầu Death Row Records, công khai tấn công Puff Daddy trên sân khấu, chế nhạo việc Puff Daddy thường xuyên xuất hiện trong các video âm nhạc của nghệ sĩ dưới trướng Bad Boy. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc công khai đầu tiên của cuộc chiến giữa hai hãng thu âm. Thế nhưng khi mọi căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm, câu chuyện bất ngờ đã xảy ra, trở thành một bí ẩn của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Nhân vật chính của cuộc xung đột Tupac đột ngột qua đời sau một vụ xả súng nghiêm trọng tại Las Vegas. Vụ việc này không chỉ kết thúc cuộc đời của một nghệ sĩ tài năng, mà còn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về nguyên nhân cái chết và các mối quan hệ phức tạp trong giới âm nhạc. Ngày 7 tháng 9 năm 1996, Tupac tham gia một sự kiện boxing giữa Mike Tyson và Bruce Seldon tại MGM Grand. Sau đó, anh và một số thành viên trong đoàn của mình đã có một cuộc xô xát với Orlando Anderson, một thành viên của băng đảng Crips tại sảnh khách sạn. Chỉ một vài giờ sau, khi đang ngồi trên xe ô tô cùng với Shug Knight, một chiếc Cadillac trắng đã áp sát và xả súng vào họ. Tupac bị bắn 4 phát vào ngực và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Đại học Las Vegas để phẫu thuật. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng anh đã qua đời do các vết thương nghiêm trọng, bao gồm suy hô hấp và ngừng tim vào ngày 13 tháng 9. Cái chết của Tupac đã gây chấn động lớn trong cộng đồng âm nhạc và khơi dậy không ít thuyết âm mưu. Nhiều người tin rằng đối thủ của họ là Bad Boy Records, đặc biệt là The Notorious Big đã đứng sau vụ án này. Nhưng không có một kết luận nào về thủ phạm và vụ việc dần bị quên lãng, trở thành một bí ẩn không được làm rõ. Rõ ràng sự ra đi của nam rapper đã mang lại nhiều lợi thế cho nghệ sĩ của Diddy, giúp họ chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, một cú plot twist đã xảy ra, còn khiến thế giới bất ngờ và bàng hoàng hơn. Chưa đầy 6 tháng sau cái chết của Tupac, ngày 9 tháng 3 năm 1997, The Notorious Big cũng bị bắn chết trong một vụ ám sát tương tự khi đang ở Los Angeles. Vào ngày đinh mệnh đó, Biggie đang trên đường tới một bữa tiệc sau lễ trao giải Showchain Music Awards ở Los Angeles. Khi chiếc xe của anh dừng lại tại một đèn đỏ, một chiếc Toyota Land Cruiser đã lao tới và một người lạ mặt từ chiếc xe đó đã bắn vào chiếc SUV mà Biggie đang ngồi. Anh bị trúng 4 viên đạn, trong đó có một viên gây thương tích chí mạng. Dù cũng đã được đưa tới bệnh viện và các bác sĩ đã cố gắng cứu sống anh, nhưng Biggie được thông báo đã qua đời ngay sau đó ở tuổi 24. Bạn có thấy rằng hai vụ án trên có nhiều điểm tương đồng hay không? Hai rapper nổi tiếng của cả hai phe phái đều cùng chết theo một cách. Liệu hung thủ thực sự của cả hai vụ việc chấn động này là cùng một người? Ai là người được hưởng lợi sau những sự ra đi đầy bí ẩn đó? Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Sean Diddy Combs, người sáng lập Bad Boy Records, hãng đĩa mà Biggie ký hợp đồng. Đúng vậy, ông hoàng hip hop của thế giới chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Sự ra đi của Tupac và Biggie không chỉ làm cho sự cạnh tranh trong âm nhạc trở nên khốc liệt hơn, mà còn tạo ra một không gian lớn hơn cho các nghệ sĩ khác, bao gồm Diddy, để vươn lên
trong ngành công nghiệp âm nhạc. Bởi ngay sau đó, Combs đã trở thành một nhà sản xuất hàng đầu, có tầm ảnh hưởng vươn ra khỏi nước Mỹ. Đây cũng được coi là một giai đoạn phát triển quan trọng trong sự nghiệp của Diddy. Cái chết của hai tượng đài rap khi ấy đã dọn đường để hắn ta bước chân vào giới thượng lưu quyền lực của showbiz. Và cũng từ đây, các tranh cãi và thuyết âm mưu được đưa ra và thảo luận rất nhiều. Tại sao một người tài năng như Combs khi thành công lại trở thành mục tiêu của những tranh cãi? Liệu rằng có bí mật nào ẩn giấu sau ánh hào quang của nam rapper? Sau khi nổi tiếng, P. Diddy đã xây dựng nhiều mối quan hệ với các đại minh tinh khác của Hollywood. Tiêu biểu nhất là Jay-Z, Beyoncé, Rihanna. Bạn có nhận ra được điểm chung của những cái tên này không? Đúng, họ là những người nổi tiếng, nhưng như thế là chưa đủ. Như đã nói ở đầu video, chúng ta sẽ chỉ xem xét theo góc độ của thuyết âm mưu. Vì thế có lẽ bạn sẽ dễ dàng nhận ra, những siêu sao ấy đều được cho là thành viên của hội kín bí ẩn đáng sợ bậc nhất thế giới, Illuminati. Với sự phát triển của Internet, bạn có thể dễ dàng tìm được các bằng chứng cho giả thuyết này. Jay-Z thường giơ tay thành hình tam giác, hay còn gọi là Rockshine, biểu tượng của công ty giải trí Roc Nation của anh. Nhiều người cho rằng hình tam giác này tương tự với biểu tượng con mắt toàn năng, một biểu tượng thường gắn với thuyết âm mưu về Illuminati. Một số bài hát của Jay-Z như Run This Town hoặc On The Next One bị phân tích để tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến hội kín này. Đồng hành cùng Jay-Z chính là người vợ Beyoncé. Cô cũng được cho là có liên quan tới tổ chức này. Bức ảnh này cho thấy Beyoncé đang tạo ra biểu tượng hình tam giác, hình ảnh luôn gắn liền với Illuminati. Các tín đồ của thuyết âm mưu còn tìm ra được thêm các bằng chứng khác chứng minh nữ ca sĩ là một thành viên của hội. Trong MV Run The World Girls 2011, có nhiều cảnh Beyoncé dẫn đầu một đội quân phụ nữ trong bối cảnh mang tính chiến đấu, được cho là biểu tượng của quyền lực và kiểm soát. Một số người chỉ trích việc Beyoncé cầm một cây gậy trượng và những hình ảnh kim tự tháp xuất hiện trong bối cảnh. Những yếu tố này bị diễn giải là đại diện cho quyền lực và mối liên hệ với Illuminati. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều sản phẩm âm nhạc khác của cô được cho là ám chỉ tới hội kín quyền lực này. Bên cạnh đó, Rihanna, ca sĩ nổi tiếng người Barbados, cũng là mục tiêu của các thuyết âm mưu về Illuminati. Trong một số video âm nhạc như S&M và Umbrella, Rihanna sử dụng hình ảnh con mắt toàn năng đại diện cho Illuminati. Chấn động hơn, cô đã ký hợp đồng với Jay-Z tại Def Jam Recordings. Điều này khiến nhiều người tin rằng đây là sự sắp xếp của tổ chức. Từ đó kéo theo nhiều nghi ngờ rằng P. Diddy cũng trở thành một mảnh ghép của hội này. Giống với những người bạn của mình, nam rapper cũng sở hữu những sản phẩm âm nhạc được cho là sử dụng hình ảnh, biểu tượng của hội. Điển hình nhất chính là MV Hello Good Morning. Trong bài hát này, một số người chỉ ra rằng P. Diddy đã sử dụng hình tam giác và các hình ảnh ánh sáng chói lòa. Chúng dễ dàng khiến ta liên hệ ngay tới con mắt toàn năng của hội kín. Ngoài ra, video còn có các cảnh quay ánh sáng mạnh, các hiệu ứng ánh sáng và các cử chỉ tay được cho là ám chỉ quyền lực bí mật. Dù rằng đã có những lời giải thích như tạo hiệu ứng thị giác mạnh hay cảm giác hấp dẫn, nhưng vẫn không đủ thuyết phục. Cộng đồng mạng còn tìm được thêm những chi tiết lạ trong MV Been Around the World của P. Diddy. Bối cảnh chủ yếu liên quan đến sự xa hoa, giàu có với những du thuyền và bữa tiệc ăn uống. Đây cũng được cho là những dấu hiệu của sự liên quan đến Illuminati, tổ chức bí mật được cho là kiểm soát các tầng lớp thượng lưu giàu có. Phải khẳng định rằng, dù muốn hay không, chúng ta vẫn không khỏi nghi ngờ Sean Combs là một thành viên của hội kín quyền lực này. Thuyết âm mưu về ông hoàng hip hop của Hollywood vẫn chưa dừng lại ở đó. Nếu chỉ là các MV ca nhạc, cử chỉ tay, thì còn quá ít bằng chứng để khẳng định Diddy liên quan đến Illuminati. Chắc hẳn bạn vẫn chưa quên được bê bối tình dục kinh tởm gần đây của hắn. Tại sao một sự kiện kinh hoàng như thế lại âm thầm diễn ra trong một thời gian dài mà không ai biết tới? Mãi tới khi Diddy bị cảnh sát bắt, các nạn nhân mới đồng loạt tố cáo tội trạng của hắn. Gần đây, nam rapper đã phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi tình dục sai trái. Tuy nhiên, mọi thứ đã được bắt đầu từ tháng 11 năm 2023. Nữ ca sĩ và người mẫu Casey, người từng có mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm với Diddy, đệ đơn kiện này.
Cô cáo buộc Diddy đã lạm dụng tình dục, bạo lực thể xác và kiểm soát tinh thần của cô trong suốt mối quan hệ của họ. Ngoài ra, Combs còn lợi dụng quyền lực, thậm chí đe dọa tính mạng để duy trì sự kiểm soát và ngăn cản cô rời khỏi mối quan hệ. Dù căng thẳng như thế, nhưng chỉ vài ngày sau khi vụ việc được đệ đơn, hai bên đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án. Thậm chí, nữ người mẫu còn nhận về không ít chỉ trích, bị cho là lợi dụng danh tính của Diddy để trở nên nổi tiếng. Mãi đến khi sự thật bị phanh phui, đoạn clip bạo hành Casey mới được công khai cùng với hàng loạt tố cáo khác. Nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy kinh hãi. Bằng cách nào mà mọi việc đã được che giấu trong suốt thời gian qua? Diddy đã thao túng và kiểm soát các nạn nhân như thế nào? Sau khi cảnh sát tìm thấy 1.000 chai dầu trẻ em tại nhà riêng của Diddy, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra những nạn nhân của rapper này. Thay vì lên tiếng trực tiếp như Casey, họ tuyệt vọng thể hiện lời cầu cứu qua các sản phẩm âm nhạc của mình. Đó là những MV nào? Thì chắc hẳn bây giờ các bạn cũng đã biết. Và hôm nay, chúng ta sẽ không đề cập về nó. Tại sao họ gián tiếp tiết lộ những bí mật kinh khủng của Diddy? Liệu rằng có thế lực nào đã đứng sau bảo kê cho án hay không? Đó chính là những bữa tiệc trắng White Party, một trong những sự kiện nổi tiếng nhất của giới thượng lưu và giải trí Mỹ. Tất cả các khách mời, từ ngôi sao hạng A cho đến giới thượng lưu, đều phải diện trang phục màu trắng. Đã từng có rất nhiều đại minh tinh hàng đầu tham gia như Beyoncé, Jay-Z, Naomi Campbell và Kim Kardashian. Phải rồi, những cái tên này đã được nhắc tới trong danh sách thành viên của Illuminati. Tất cả tưởng chừng như một sự trùng hợp, nhưng đều đã hướng chúng ta, những người tin vào thuyết âm mưu, nghĩ rằng P. Diddy cũng đã gia nhập hội kín này. Và bữa tiệc xa hoa đó được cho là nơi gặp mặt hội tụ của nhóm. Đây cũng chính là công cụ đắc lực giúp P. Diddy kiểm soát và thao túng các nạn nhân. Người phụ nữ này, Shama Fonseca, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng và cũng là một khách quen của White Party. Cô từng tham dự khoảng 20 đến 30 bữa tiệc của Diddy trong suốt sự nghiệp của mình. Theo Fonseca, các bữa tiệc của Diddy nổi tiếng với đồ ăn ngon, âm nhạc sôi động và không khí náo nhiệt như một rạp xiếc thu nhỏ. Các vị khách có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn, thậm chí có những người ăn mặc hở hang và khỏa thân tại bữa tiệc này. Chỉ khi mọi người uống rượu xong, những hành vi thác loạn mới bắt đầu. Combs và các cộng sự đã sử dụng chiến thuật đe dọa để dụ dỗ các nạn nhân nữ đi vào quỹ đạo. Một phần của bữa tiệc trắng là Freak Ops chính là thủ đoạn cuối cùng để án kiểm soát hoàn toàn con mồi của mình. Những hành vi suy đồi đạo đức được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị chuyên dụng, và sau đó nó được đi lợi dụng để nạn nhân không thể lên tiếng tố giác. Cũng nhờ điều này mà tội ác của El Rapper được bao che cho tới tận ngày nay. Các cáo buộc từ Casey cho rằng P. Diddy sử dụng quyền lực để kiểm soát những người trong cuộc sống cá nhân và công việc. Hắn đã sử dụng các phương pháp kiểm soát tinh thần và thể chất, ép các nạn nhân tham gia vào các hoạt động được chỉ định. Đồng thời, họ cũng sẽ bị đe dọa khi muốn rời khỏi mối quan hệ này. Đây là một kiểu thao túng tâm lý trong quan hệ cá nhân, liên quan đến sự kiểm soát, đe dọa và lạm dụng quyền lực để duy trì ảnh hưởng. Với những người tin vào thuyết âm mưu, Illuminati cũng thường xuyên sử dụng quyền lực của mình thông qua các ngôi sao để thực hiện các mục đích bí mật. Liên kết với hành vi của Diddy, ta thấy được việc thao túng nạn nhân của hắn như một nhánh nhỏ của việc kiểm soát. Bên cạnh đó, là một trong những tượng đài làng rap Hollywood, Diddy có thể đã sử dụng vị thế của mình để điều khiển truyền thông. Điển hình nhất là vụ việc của bạn gái cũ Casey. Tất cả đã xảy ra vào năm 2016, và mãi tận 8 năm sau, chúng ta mới biết được sự thật. Có nhiều nguồn tin cho rằng Sean Combs đã hối lộ cho khách sạn 50.000 đô để có được đoạn video đó. Nếu đây là sự thật, thì nó không khác gì một minh chứng rõ ràng cho việc thao túng truyền thông khiến sự thật rơi vào quên lãng. Hãy nhìn sang cách mà Illuminati quản lý và kiểm soát truyền thông như thế nào. Tổ chức này thường được cho là sử dụng biểu tượng, hình ảnh và thông điệp bí mật để kiểm soát tâm lý đám đông và thao túng suy nghĩ. Họ bị cáo buộc rằng bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi, cảm giác bất an hoặc các thông điệp ngầm qua văn hóa và giải trí, họ có thể điều khiển nhận thức của công chúng mà người dân không hề biết. Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ tạo hình các biểu tượng liên quan cũng được cho là một cách quảng bá tạo ảnh hưởng nhất định. Cả P. Diddy và Illuminati, một tổ chức bí ẩn trong các thuyết âm mưu, đều được gắn với các hoạt động quyền lực bí mật và kiểm soát tư tưởng.
Mặc dù P. Diddy là một nhân vật có thực trong ngành giải trí và Illuminati chỉ là một thuyết âm mưu không được chứng minh, cả hai đều có một số điểm chung về việc sử dụng quyền lực, ảnh hưởng xã hội và thao túng tâm lý. Tuy nhiên, cách thức thao túng của nam rapper trong môi trường nghệ thuật và âm nhạc có sự khác biệt rõ rệt với những gì người ta cho là thuộc về Illuminati, một tổ chức được cho là tồn tại với mục tiêu kiểm soát toàn cầu. P. Diddy, một nghệ sĩ, doanh nhân và nhà sản xuất âm nhạc, được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong ngành giải trí. Quyền lực của anh ta chủ yếu xuất phát từ sự thành công trong âm nhạc, thời trang và truyền thông. Những cáo buộc về thao túng tâm lý của Diddy thường liên quan đến cách mà anh ta sử dụng sự giàu có, quyền lực và sức ảnh hưởng cá nhân để điều khiển người khác, đặc biệt là các nghệ sĩ làm việc dưới quyền. Trong khi đó, Illuminati được cho là một tổ chức bí mật tồn tại với mục tiêu lớn hơn nhiều, kiểm soát cả thế giới. Theo thuyết âm mưu, Illuminati không chỉ thao túng một cá nhân hay một nhóm nhỏ, mà họ sử dụng mạng lưới rộng lớn của quyền lực để kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị, tài chính và văn hóa toàn cầu. Những người tin vào thuyết âm mưu cho rằng Illuminati sử dụng truyền thông, tài chính và công nghệ để tạo ra một thực tại thay thế mà công chúng buộc phải chấp nhận mà không nhận ra mình đang bị thao túng. Chưa dừng lại ở đó, cách mà Diddy sử dụng để thao túng tâm lý người khác cũng rất vi mô so với cách được cho là Illuminati đã làm. Diddy bị cáo buộc là sử dụng tâm lý phụ thuộc vào sự sợ hãi để kiểm soát những người làm việc với anh. Các nghệ sĩ làm việc với anh có thể cảm thấy mình không thể thoát khỏi ảnh hưởng của Diddy vì họ dựa vào anh để duy trì sự nghiệp của mình. Điều này dẫn đến việc nhiều người cho rằng anh đã tạo ra một môi trường áp lực và kiểm soát để duy trì quyền lực cá nhân mình. Mặt khác, Illuminati được cho là thao túng tâm lý ở quy mô lớn hơn, nhắm vào toàn bộ xã hội và hệ thống tư tưởng của con người. Theo thuyết âm mưu, tổ chức này sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, các sự kiện văn hóa và thậm chí cả các sự kiện chính trị để kiểm soát tư tưởng của người dân. Những người tin vào Illuminati cho rằng tổ chức này lén lút thao túng qua các biểu tượng và hình ảnh trong văn hóa đại chúng nhằm mục đích thay đổi cách mà con người suy nghĩ và hành động mà không nhận thức được mình đang bị điều khiển. Mặc dù cặp P. Diddy và Illuminati đều bị buộc tội sử dụng quyền lực để thao túng tâm lý người khác, phương pháp và mục tiêu của họ lại rất khác nhau. Nhưng hãy thử tưởng tượng một chút, nếu như Diddy thực sự là một thành viên của hội kín này, thì hướng đi của hắn có vẻ đã khác so với mục tiêu ban đầu. Và có lẽ chính vì thế, việc nam rapper bị bắt giữ cũng là chỉ đạo của tổ chức. Khi một quân cờ đã đi sai hướng, việc loại bỏ trở thành điều hiển nhiên. Thuyết âm mưu liên quan đến Illuminati và P. Diddy là một trong những chủ đề gây tranh cãi và thu hút sự chú ý trong giới truyền thông và cộng đồng yêu thích âm nhạc. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy rằng những cáo buộc này phần lớn xuất phát từ sự tò mò tự nhiên của con người về những nhân vật nổi tiếng và quyền lực, cùng với những bất an về những gì diễn ra trong xã hội. Trong một số trường hợp, việc tin tưởng vào thuyết âm mưu như vậy có thể phản ánh sự hoài nghi của công chúng đối với những người nắm giữ quyền lực. Khi xã hội đối mặt với những vấn đề phức tạp như bất công xã hội, phân biệt chủng tộc và sự thao túng trong ngành công nghiệp giải trí, việc quy kết những vấn đề này cho một tổ chức bí mật như Illuminati có thể là cách để giải thích cho những điều khó hiểu trong thực tế. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng thuyết âm mưu về Illuminati và Diddy là một phần của một xu hướng lớn hơn trong văn hóa đại chúng, nơi mà sự bí ẩn và quyền lực được xem là những yếu tố thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì chỉ tin vào những giả thuyết chưa được chứng minh, tôi cho rằng việc phân tích và xem xét thông tin một cách khách quan sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về các nhân vật nổi tiếng và các tổ chức mà họ liên kết. Việc tìm hiểu về những điều này không chỉ giúp mở rộng kiến thức, mà còn giúp chúng ta tự tin hơn trong việc đánh giá thông tin và quan điểm xung quanh các thuyết âm mưu. Vụ bê bối của P. Diddy gần đây đã trở thành một trong những vấn đề nóng được toàn thế giới quan tâm. Những diễn biến phức tạp vẫn đang được điều tra. Hàng loạt các nạn nhân đã lên tiếng khiến quy mô của nó ngày càng mở rộng, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, nhiều người chú ý tới cách hắn thao túng tâm lý và kiểm soát các nạn nhân. Thuyết âm mưu liên quan đến Illuminati cũng được gợi lại. Tất nhiên là không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh được mối liên hệ giữa Diddy và một tổ chức bí mật như vậy. Nhưng chắc hẳn tôi và bạn cũng không khỏi dùng mình về nhiều điểm trùng hợp, những minh chứng cho thuyết âm mưu nổi tiếng này. Hãy cùng chờ xem, khi Diddy phải hầu tòa, có bất ngờ gì xảy ra hay không.
tiếp tục tràng án hay trở thành quân cờ bị Illuminati vứt bỏ? Cái kết nào cho ông hoàng làng rap Hollywood? Chúng ta sẽ được biết trong tương lai sắp tới.